Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào dự đoán nhận định kết quả trận đấu giữa Hàn Quốc và Colombia trong khuôn khổ loạt trận giao hữu như ngày FIFA đây. Trận đấu này diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2023. Hàn Quốc không tiến quá sâu tại World Cup 2022 nhưng cũng kịp để lại dấu ấn với chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha. Tiếc là Song Gomin và các đồng đội đã không để gây bất ngờ tại vòng 1/8 khi thua Brazil 1-4. Tuy nhiên, họ vẫn xứng đáng là một trong những đội bóng mạnh nhất tại châu Á trận giao hữu với colombia sẽ là dịp để tân huấn luyện viên kylian ra mắt các cổ động viên rất kỳ vọng vào những thay đổi tích cực của đội bóng xứ kim chi. Bên phía đối diện, đội khách đã không có được tấm vé dự Kata khi chỉ kết thúc vòng loại khu vực Nam Mỹ ở vị trí thứ sáu. Trong vài năm gần đây, Colombia không sản sinh được nhiều cầu thủ trẻ tài năng, trong khi các cựu binh đều đã đi qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tất nhiên, nền bóng đá của họ vẫn mạnh hơn so với đội tuyển của Châu Á, nhưng đội khách không dễ dàng gì giành được chiến thắng trong trận đấu tới, nhất là khi Hàn Quốc được chơi trên sân nhà. Nhận xét về kèo bóng đá trận đấu giữa Hàn Quốc và Colombia, các nhà cái Châu Á cho rằng mức kèo đang là Colombia chấp 1 phần tư bất chấp việc họ phải đá trên sân khách. Lúc này Colombia đã bất bại bởi trận gần nhất với 6 trận thắng một trận hòa và đây là thống kê khá ấn tượng. Trong khi đó, Hàn Quốc không có trận đấu nào kể từ sau World Cup 2022 và họ sẽ phải cần thêm thời gian để làm quen với chiến thuật cũng như chiến lược mới của huấn luyện viên Kisman. Tuy nhiên, ưu thế sân nhà cùng với thể lực sung mãn đủ để giúp Hàn Quốc có được ít nhất một trận hòa trong cuộc đón tiếp Colombia ở loạt trận giao hữu những ngày FIFA đây này về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Colombia, mức kèo tài xỉu đang là 2 một phần tư, con số không quá cao nhưng không dễ để vượt qua. Lúc này cả hai đội đều rất coi trọng đợt FIFA đây lần này. Đây là dịp tốt để họ thử nghiệm đội hình cũng như xác định rõ hướng đi trong tương lai. Vì thế không đội nào muốn nhận thất bại, đặc biệt là đội chủ nhà. Hàn Quốc có lối chơi tương đối chặt chẽ và khả năng theo bám quyết liệt. Vì thế nhiều khả năng trận đấu giữa Hàn Quốc và Colombia sẽ kết thúc mà không nhiều bàn thắng được ghi. Lựa chọn kèo xỉu trong trận đấu này là hợp lý. Đánh giá về trận đấu giữa Hàn Quốc và Colombia, các nhà cái châu Âu cho rằng trong hai lần đối đầu gần nhất và đều là những trận giao hữu, Hàn Quốc đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà để giành chiến thắng cùng với tỷ số 2-1. Hẳn nhiên là Colombia rất muốn đòi món nợ trước đội bóng châu Á Tuy nhiên, thực lực hai bên không có quá nhiều tranh lệch, nhiều khả năng thế trận giằng co và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa quyết định trong trận đấu này. Các nhà cái châu cũng nghiêng về tỷ số hòa cho trận đấu giữa Hàn Quốc và Colombia. Theo các chuyên gia thì với ưu thế sân nhà, Hàn Quốc sẽ không e ngại việc dâng cao và dồn ép đối thủ. Họ vẫn kém hơn so với những đội tuyển mạnh hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu rất hùng cường cùng nền tảng thể lực sung mãn sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Kisman tạo nên một thế trận tốt trước Colombia. Theo giới mộ điệu thì hiệp đầu tiên sẽ thuộc về đội chủ nhà, tuy nhiên đội khách đủ kinh nghiệm để giành lợi thế và tránh khỏi thất bại trong trận làm khách trên đất Hàn Quốc. Được biết trận đấu giữa Hàn Quốc và Colombia trong khuôn khổ giao hữu những ngày FIFA đây sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2023. Theo bạn giữa Hàn Quốc và Colombia đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.